nhiều đấy, bệnh phải đến khá là nhiều khi mà chúng ta chú ý đến nó. Trước đây thì chúng ta thấy rằng nó có vẻ ít, nhưng mà khi mà chúng ta chú ý đến nó và chúng ta có hộ bệnh nhân phải đến, chúng ta thấy được tỷ lệ bệnh nhân phải đến khá là cao, đúng không? Gặp rất là nhiều, gặp rất nhiều. Và theo như là nghiên cứu chúng ta có 2-3% số nhiều 100 người, 2-3 người đi chú ý đến đông. Và trong thế thì bệnh phải đến với điểm này nó cũng được coi là bệnh liên quan đến loạn chuyển hóa, và càng rộng càng phát triển và thấy cái loạn chuyển hóa càng cao, đúng không? Cùng cái con H hay là A đấy. Thế trong cái phần đại cương này thì chúng ta cũng biết là thứ nhất bệnh phải đến là bệnh mãn tính rồi, viêm mãn tính, bệnh hệ thống người ta gọi là bệnh hệ thống đó. Tại vì với một tình trạng bệnh viêm mãn tính và tái phát đó thì nó liên quan đến không những là ở da, nó còn mạch máu và cơ chế chuyển hóa, nên nó được gọi là bệnh hệ thống. Toàn bộ tất cả các cơ quan có liên quan. Thế khi mà chúng ta quản lý một bệnh nhân trở đến thì đồng nghĩa chúng ta sẽ quản lý các cái bệnh lý kèm theo của bệnh đó, tại vì nó sẽ đi thành vòng luẩn quẩn. Khi bệnh nhân chịu một áp lực về bệnh lý nào đó thì nó sẽ gây stress về thể chất. Ngoài về stress về thể chất ra thì chính cái bệnh như cao huyết áp, gây đau đầu, có tiểu đường các thứ thì nó sẽ gây cho bệnh nhân stress về tâm lý, và cả hai cái stress đấy nó gây tình trạng bệnh trở nên rất nặng lên. Tiếp theo thì cái đặc trưng thì rất dễ, nó lợi đến bệnh đến thì không có khó khăn đấy, mà đặc trưng của nó cho cái mạng một bệnh lý mà có tổn thương da là các cái mảng đỏ và có bệnh đấy, thuộc nhóm bệnh đỏ da và có bệnh da bị đường đấy. Về bôi học thì gần như không bao giờ mà chúng ta có thể sai được, đúng không? Ít lắm. Đó, nó tăng sinh tế bào sừng, chúng ta sẽ thấy hình ảnh của các cái gọi là giống như các cái ngón tay đan xen vào nhau, đan xen vào nhau như này, phần các màng các núm trung bì và các màng thượng bì nó đan xen với nhau. Cao nguyên thì hiện nay thì rất phức tạp, nó liên quan đến các tế bào hình vuông Tây và đặc biệt là các cái anh các tự kỷ được tiết ra của các tế bào hình vuông Tây này, bao gồm có TH1, TH17 là rất rõ trong cái đường của tế. Thì anh tách được kim 17, kim 12, kim 23 và anh có cái kim tham gia trực tiếp vào cái sinh học của bệnh nhân được phải đến. Tuy nhiên là cái cụ thể như thế nào chúng ta cũng chưa rõ, và chúng ta đi dần đến đích thôi, chúng ta biết đích rồi, chúng ta biết là chúng ta đến thời điểm hiện tại thì chúng ta chỉ biết là có một nhóm học viên đang học ở bệnh viện Trung ương. Thế rồi chúng ta khu trú được cả loanh quanh được khu này, và muốn chắc cái ông học viên đó đi thì chặn có hai cửa ra vào. Thế rồi nhưng mà khi chặn hai cửa đấy, toàn bộ hệ thống của viện nó sẽ bị ảnh hưởng. Và như vậy khi chúng ta biết đến đây thì chúng ta vẫn, khi chúng ta có các cái điều trị, có cái thuốc để xử lý tác động vào cái NKT này thì nó vẫn ảnh hưởng tất cả các cái bệnh lý và các cái bộ phận mà liên quan đến hai cái các entity này, đã bao nhiêu từ 7 đến 23 và 12. Như vậy là chúng ta sẽ biết là nó không hoàn toàn, và người ta đã coi là một cái bệnh lý hệ thống rồi, bao gồm có nó các cái bệnh lý liên quan và các bệnh viêm hệ thống đi kèm. Như vậy không chỉ là bệnh da đơn thuần không, mà chúng ta cũng dùng những cái bệnh lý như thế, thì bao gồm có bệnh lý khớp là cái đầu tiên, các cái đó là bệnh của cái bệnh gọi là bệnh thận,
bệnh trầm cảm, nó liên quan đến các bệnh da, nó liên quan đến lối sống, nó liên quan đến hút thuốc, uống rượu, rồi là tham lương, đổ máu, nó phì cao huyết áp, tổn thương chuyển hóa. Và chính vì thế thì tất cả các cái bệnh nhân mà bị bệnh thể đến thì chúng ta sẽ phải xét nghiệm các bệnh liên quan đến dối loạn chuyển hóa, vân vân, và phải tầm soát nó. Khi đã chẩn đoán bệnh thể đến rồi thì phải tầm soát kỹ càng hơn về các dối loạn chuyển hóa. Vì bệnh nhân thông thường, bệnh nhân sẽ không tử vong bệnh thể đến, và bệnh nhân sẽ tử vong về các cái bệnh lý kèm theo, đặc biệt là trong cái hội chứng dối loạn chuyển hóa. Thì chúng ta sẽ hình dung là những cái bệnh mà dối loạn chuyển hóa các bạn sẽ hình dung được. Vừa rồi các bạn cũng khắc học đây biết cái anh bảo vệ nhỏ nhỏ nhất là đấy, cái bệnh bị dối loạn chuyển hóa đấy bằng cái tôi đấy, đi được rồi bây giờ biết anh cũng cười hình lành cũng vui tình. Thì đấy là cái chúng ta sẽ thấy bệnh nhân bệnh lý cũng vậy, nó không chết thì bệnh phải đến, nhưng các bệnh dối loạn chuyển hóa nó sẽ chết được. Và một loạt các cái vấn đề về các cái bệnh hệ thống kèm theo đấy, bao gồm có viêm mắt, mắt này có màu đào, hoặc là các bệnh mà liên quan đến các hội chứng viêm mắt rồi ruột COPD, rồi trầm cảm, rượu hút thuốc lá, rồi khớp, rồi cuộc sống thận mãn tính, lại một loạt các cái dối loạn hóa kèm theo. Thì như vậy đấy là cái mà một cái bệnh lý viêm hệ thống rất là nặng nề trong cái bệnh về đến và sẽ đi kèm theo cái đó. Thì về cơ chế bệnh sinh thì cực kỳ khó đấy, nhưng chúng ta vẫn phải nắm được đó là nó được tác động bởi ba cái yếu tố, gồm có yếu tố di truyền và liên quan đến gen. Thế người ta chỉ xác định như thế thôi, còn nếu như người ta là một thứ bệnh mà liên quan đến xác định rõ ràng thì nó xác định là rất kỹ về cái gen. Bây giờ người ta mới xác định một hai cái gen là trội hơn cả đấy, còn lại thì cái miễn dịch của môi trường là ba cái yếu tố nó tác động với nhau. Với lại với cái miễn dịch di truyền nó đã nằm sẵn trong cơ thể chúng ta, rồi yếu tố môi trường tác động vào, và một cái tác động thì cũng có một cái tình tác động vào khởi phát, gọi là khởi phát thì chúng ta sẽ gây ra bệnh. Đấy, chính thế mà có những cái bệnh nhân thì từ bé bắt đầu có bệnh, có bệnh nhân từ 40-50 tuổi chỉ có những bà 70-80 tuổi bắt đầu có bệnh về đến. Thì như vậy là người ta sẽ thắc mắc từ khi mình bảo liên quan đến gen và những thứ, người ta sẽ thắc mắc ngay tại sao giờ tôi bị sớm hơn. Thế sinh bệnh học từ trước đến nay thì nó cứ mỗi thời kỳ người ta sẽ phát hiện ra đi gần hơn đến cái đích đó, thì không biết là đến bao giờ đi được đến cái đích thì đang chắc là người ta sẽ dễ dàng hơn trong cái quá trình điều trị. Còn đến thời điểm này thì chưa đi đến đích thì chúng ta cố gắng quản lý nó từ tầm ngoài trở vào, đấy, tùy mức độ ảnh hưởng của bệnh thể đến. Thì trong cái điều trị của đến bây giờ không phải là chúng ta chỉ có điều trị bệnh không, thì là điều trị cả chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Thế thì từ năm 80 thì đầu tiên chúng ta phát hiện ra là có trong bệnh thể có tăng sinh các tế bào sừng, tăng sinh tế bào sừng, và chính từ năm đó thì điều trị chúng ta sẽ dựa vào trên cơ chế bệnh sinh, đó là bạch sừng bọc bệnh. Và chính tất cả các thuốc như là thuốc nhựa đường, thuốc đông, các salicylic thì chúng ta đều dùng đó. Đặc biệt ngày xưa cái nhựa đường ấy, dùng khá là tốt trong việc bạc sừng bong vậy, nó bẩn nó hôi kinh khủng nó bỏ. Tiếp theo đến năm 82 thì ta thấy rằng các tế bào T xuất hiện vậy các mạch máu, và người ta dùng các cái thuốc để tác động vào tế bào T, ví dụ như là tế bào T sát tác động vào, hoặc là một số các cái thuốc ức chế đi khác tác động vào tế bào T sử dụng corticoid. Thế đến tiếp theo là từ năm 1862 đến năm 1966 thì thấy rằng là gì, là cái năm 82 đến năm 86 thì như vậy là cái sự ôn thấy rằng cải thiện về sự đến chỉ liên quan đến vô tê, đặc biệt là các cái vô tê do các cơ quan thể nó kèm theo các cái yêu khớp nữa, thì như vậy thấy cải thiện rất là rõ ràng. Đặt ra khẳng định cái sắc cái vai trò về nhiều hơn. Thế thì cũng cùng năm đó người ta xác định được cái tế bào TH1 và TH2 có vai trò trong bệnh lý. Và đến năm 89 bắt đầu xác định được là cái anh cytokine 12 có tham gia
Rồi từ đây từ đầu người ta đi vào con đường nghiên cứu các thuốc sinh học để đánh vào cái tế bào kim tự hào. Đấy, tế bào kim tự hào. Từ bước một thì nó sẽ đưa ra và chúng ta sẽ hình dung được cái thuốc sinh học đã trải qua một thời gian rất dài nghiên cứu và gần đây thì nó phát triển nhanh chóng dựa trên cái phát triển của sinh học, hiểu biết của sinh học của người đến thì thuốc chế phẩm sinh học ngày càng nhiều lên và tất nhiên khi ngày càng nhiều lên như vậy thì cái chi phí cho nghiên cứu sẽ cũng đỡ đi vì nó có cái nền rồi và do đó mà cái thuốc sinh học ngày càng rẻ đi nó sẽ tiếp cận được nhiều người hơn. Đến thời điểm này thì những người đến bảo hiểm của chúng ta cũng rất khó vì sao chúng ta làm cái trần năm ở những cái trung ương cũng dùng một tầm khoảng 3 bệnh nhân là hết trần bảo hiểm. Hết trần bảo hiểm thì mỗi bệnh nhân nếu dùng một cái là dùng suốt mà dùng suốt thì tính ra một năm thì anh đã chi trả khoảng hơn 200 đến 300 triệu cho một bệnh nhân. Nếu một bệnh nhân mà dùng là hết như thế rồi chỉ là năm bệnh nhân là đến hơn tỷ rồi, gọi là cái trần bảo hiểm quá. Việt Nam nó hơi buồn cười thì anh em bác sĩ sẽ quyết định cái việc đó. Giờ là ông bảo hiểm ông chi phối lại ông bảo duyệt là duyệt, ông duyệt là bác sĩ được trả tiền đấy. Nếu như mà bệnh viện là thương đình thì bệnh viện còn tự trả tiền đỡ cho bác sĩ. Còn không có một số bệnh viện là nếu mà ông bác sĩ mà kê sai, không phải là thực ra không phải kê sai mà vấn đề là kê quá bảo hiểm thì chứ người ta chỉ không sai chắc chắn là không sai thì người ta phải đền cái số tiền đấy. Bác sĩ đi làm lương trả cái nhiều về tự thuốc. Và đến năm 90 thì người ta xác định được hai cái yếu tố là B40, B53 của trong các cái kim 12 đó để thì từ đó thì người ta sẽ đi chi tiết hơn. Sau đó thì anh sẽ đi cái T40 thì nó khá là quan trọng trong một số vệ sinh phải đến. Đến năm 93 thì người ta chứng minh được cái kim 12 cái thiết bị hóa T1 và T1 là một cái tế bào rất là quan trọng cho cái việc là vệ sinh về đến. Tiếp theo thì đến năm 1998 thì anh có được tin 12 đặc biệt là cái tiểu phần T40 thì nó có các cái vai trò của cái tác dụng tiểu đường cho tiểu đường tiểu đường rất quan trọng và khẳng định thêm lần nữa khi mà xác định được cái tác dụng T23 trong đấy có cái phát hiện ra tiểu phần 40 của tiểu phần T49 đấy là tiểu phần T40 khá là quan trọng trong cái vai trò của sự nghiệp về đến. Rồi đến 2003 thì bắt đầu xác định được cái tác dụng T23 và kích thích sản xuất ra cái anh ấy tiêm 17A và đây là một trong những cái vệ sinh đến thời điểm này khá là quan trọng và khi ứng dụng thuốc sinh học trên năm rồi phải nó cũng khá là tốt. Đấy, và đến năm 2004 thì hiện ra là tăng cái cách tiêm 23 cả tiêm 19 với mỡ được. Rồi 2005 thì cái TH17 trong có vai trò trong cái sự sinh của thế. 2008 thì chứng minh được các tế bào T là có xuất hiện các cái tiết đáng được tiêm của người Nam. Đấy, và 2010 thì chứng minh quan điểm là cái ức chế được các thần kinh của A thì là ức chế được sự phát triển của bệnh. Đấy, trước chúng ta đi rất là lần từng bước một đến gần đến đích hơn, gần đến đích hơn là chắc đến cái đích hơn và chúng ta sẽ không phải gọi là chắc từ ngoài vào và như vậy cái chế độ sinh học thì sẽ ngày càng ít tác dụng phụ hơn. Ta sẽ ví dụ như thế, có nghĩa là chúng ta sẽ ví dụ là nếu chúng ta chặn ở cổ thì chúng ta sẽ thấy toàn bộ hệ thống trong bệnh viện bị bất động, nhưng mà nếu người chặn ở cái tầng nhà một tầng thôi thì là toàn bộ hệ thống còn lại nó hoạt động bình thường, nhà đấy bị lắc thôi thì là cái chế phẩm sinh học cũng vậy, chúng ta tác động trực tiếp vào từng cái anh ấy đi một tổ chế từ cái đi một để mà đưa ra được cái năng lượng đấy. Thì nếu như mà cái thần kinh 17 có vai trò nhiều trong các yếu tố khác, có vai trò thần kinh 23 có nhiều yếu tố khác thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Đấy, khi chứng minh thế, khi mà chế độ chống độc sinh học thì đó là các cái tác động mà chống lại và một phản tự nhiên của cơ thể nữa thì chống lại các cái tác nhân bệnh lý từ bên ngoài, đặc biệt là các cái bệnh lý mãn tính như là những cái chủng mãn tính như lao chẳng hạn, như qua những phương tây thì chúng ta trong quá trình điều trị thì bao giờ chúng ta cũng phải thì tầm soát cái nào từng nào. Nên là chúng ta không phải thấy đơn thì đâu, không phải trụ xóa phổi của một phần thôi, mà
chúng ta sẽ phải xét nghiệm cái qualifier để xem cái nào chúng ta có hay không. Nếu như chúng ta không phát hiện ra cái đó, chúng ta nếu bệnh nhân có cái đó thì khi dùng nào thì chúng ta cũng bùng phát lên, chúng ta cũng phải điều trị cái làm rất là mệt mỏi. Đây là một cái mà môi để chứng minh gần hơn nữa của cái interleukin 17A và interleukin 22 đấy, là có vai trò trong cái bệnh sinh của cái thể nghề. Chúng ta sẽ nhìn thấy bắt đầu nếu mà chúng ta ngăn ngừa từ cái tế bào trì diện kháng nguyên của bên ngoài, đúng không, kích hoạt các cái tế bào T non đấy, thì vậy nó ra một loạt. Nếu anh ức chế interleukin 12 hay interleukin 4 thì vậy chạy qua một loạt các tế ức chế khác, cái chuỗi cái phản ứng khác bị cắt và có như vậy có ảnh hưởng rất nhiều đấy. Và người ta chứng minh được trong cái tiểu phần hai cái anh rất là khi 12 và 23 thì cái tiểu phần quen na 35 thì không có nghĩa trong cái việc bệnh sinh của đến lúc này ra ta cắt người ta ức chế cái P35 P35 thì bệnh nó vẫn phát triển, nhưng khi ức chế P40 hoặc là P19 thì có vẻ hạt đi và vai trò của 19 trong hai cái cái các đặc điểm của hai cái chúng ta là thấy rõ ràng hơn. Đó. Thì như vậy là đây là cái cơ chế tác động của nó. Ví dụ dưới các đặc 12 thì kích thích cái TH1, từ TH1 sẽ tiết ra một loạt các phản ứng các anh xe thuộc kim viêm, đấy gồm như là gamma, anh rồi yếu tố phản ứng u alpha, ngoài ngoài từ tác động TH17 thì tạo ra anh các đặc điểm 17A, 17F, cái đặc điểm 22, đấy TH2 và đấy 4, 5, 3 thì nó có nhiều nó liên quan đến cái tế bào miễn dịch hình thể, thì vậy nó cũng không có vai trò rõ ràng nhiều trong bệnh lý đấy. Vậy đấy là một cái mà chúng ta đấy, thì vậy chúng ta sẽ thấy hai thằng 12 và 23 cực kỳ quan trọng trong việc ức chế và tăng sinh cái miễn dịch vào cũng như là cái miễn dịch ngoài tế bào để có tác động vào cái cơ chế miễn dịch của bệnh lý. Thế thì trong cái cơ chế nói chung thì là như vậy, còn về đến vùng thì nói riêng thì nó liên quan rất nhiều đến những cái khác đó, cái 36 thì rất quan trọng trong cái vai trò các bệnh sinh của cái vùng. Và như vậy nếu như mà trong cái điều trị cái vùng thì tác động và cái ức chế của cái kinh 36 thì nó rất còn quan trọng, tôi thì được thấy rằng là có cái điều kiện 36 đấy là cái cơ chế bệnh sinh của thể nếm. Như vậy nó sẽ có hai cái, như vậy anh test cơ kim 12, anh test cơ kim 23 là hai cái quan trọng trong ung thư, còn anh test cơ kim 36 thì là anh test cơ kim quan trọng trong bệnh ung thư. Đấy là hai cái cơ chế và bệnh sinh của thể nếm. Về lâm sàng thì chắc chúng ta cũng không cần phải nói nhiều về cái lâm sàng của bác sĩ và các phòng thí nghiệm nữa. Là nếu như có bệnh nhân thì chúng ta thì cái một cái chúng ta cũng bây giờ chẩn đoán quá là dễ dàng, vì chúng ta có được cả dermoscopy rồi, chúng ta chủ yếu dễ dàng để chẩn đoán. Chứ ngày xưa chúng ta phải làm đủ các thứ làm cả khối lớp, đúng không? Bây giờ thì chắc đi từ phòng các bạn có thấy bác sĩ làm cả lớp không? Không, đúng không? Mỏi hết rồi, đúng không? Thì thật ra thì thứ nhất là làm cho bệnh nhân nó đau, đúng không? Cảm cảm cho nó đau, mà thứ hai là nó không có nó không còn cái giá trị thì chẩn đoán nhiều so với đấy. Tuy nhiên khi nó đưa vào người ta có thể đưa trong cái phổ điểm người ta có thể đưa là có cảm lớp dương tính, đúng không? Thì trong cảm lớp người ta biết cơ chế cảm lớp rồi, đúng không? Thì cái này hỏi bác sĩ lâm sàng, khi hỏi cơ chế anh học nói luôn. Các bạn có biết tại sao cái cảm lúc trong thời điểm dương tính và trong cái đấy nếu cảm như thế mà trong áo thời điểm lại có dấu hiệu kháng sinh, còn trong thời điểm thì có dấu hiệu vết đến, có dấu hiệu lọt xương máu. Hỏi chuyên khoa một với cao học thì cũng không chưa học những hướng nhỉ. Cho một thì chắc chắn học rồi, đúng không? Như vậy là chúng ta có khi mà cảm
thì chúng ta sẽ đạt thì cái mức độ của cái sự tăng sinh của cái turnover thì là rất là nhanh, nên nó sản sinh ra các cái gọi là gốc oxy tự do của nó tạo ra cái gốc khí giữa cái lớp tế bào sừng, cái đạo nó tắt từ lớp như này, nhưng mà đạo chúng ta có cái tự do. Còn dấu hiệu hoàng vong thì đến sự thể này thì rất là khó được giải thích. Thế tất nhiên có thầy cô thì gọi là do nó mất nước thải thì nó gây đi dấu hiệu hoàng vong, nhưng mà thực chất thì nó cũng chưa được rõ ràng. Còn dấu hiệu giọt xương máu thì chúng ta thì dùng giọt xương máu, thì các thầy của mình là dùng đúng từ giọt xương máu. Thì có nhiều bạn trả lời là xong cạo xong thì lấy máu lấm tấm, máu lấm tấm nó là giọt máu chứ là giọt xương máu. Rất rõ giọt xương máu nghĩa là gì, khi chúng ta hình dung cái về đấy nó sẽ có các cái nhúm chung nhìn chúng ta cạo ra thì hơi chạm một tí nữa thì đầu tiên là nó dỉ nước thanh, nước thanh màu vàng, xong một tí hồng cầu bắt đầu lúc đấy nó tách 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 thoát quản rồi. Thì nếu các bạn nào đi phòng xét nghiệm nữa nhìn, nếu bạn nào đi xét nghiệm theo nhìn cái giếng của làm xét nghiệm ra mai ấy đấy, thì nó bao giờ phải đối gương ở dưới để xem nắng nào hồng cầu ấy. Thì đấy thì cái giọt sương máu nó kiểu kiểu giống thế, tức là nó hơi ánh hồng ở đây đấy, trên nền cái khu huyết thanh, cái giọt huyết thanh chúng ta để nhìn nghiêng, chúng ta nhìn dưới cái nút, chúng ta có thể nhìn thấy vậy một cái giọt long lanh có hình ảnh vài cái hồng cầu phát ra, thì chúng ta phải là giọt sương máu. Nhưng chúng ta phải nhìn cái nút nhìn nghiêng một tí thấy ánh hồng đấy gọi là giọt sương máu nhé. Thì còn cái khác các cái tổn thương với sừng để dễ bong được thì chúng ta không nói. Một cái dấu hiệu nữa của cái đấy chúng ta phải nhìn chú ý một cái dấu hiệu cốt nơ. Cốt nơ thì là dấu hiệu mà gọi là sang thương ngọn tổn thương, đúng không? Đó là một cái sang chấn nào đó có một cái vết sẹo, một cái vết gãi, một cái va đập đó thì xuất hiện cái tổn thương trên nền của nó. Thì đối với cốt nơ cũng là một dấu hiệu khá là điển hình trong bệnh lý. Tuy nhiên không phải một người bệnh lý nó có dấu hiệu đó, đúng không? Đấy. Có nhiều bệnh khác có dấu hiệu đó. Thì về hoặc thêm thì câu hỏi đấy sẽ là câu hỏi thi lâm sàng cho anh sẽ đi học. Đấy, vị trí thường gặp là vùng tì đè, nó sẽ liên quan đến hiện tượng gọi là dấu sang thương và tổn thương. Khi có một sang thương thì các tế bào trị nào đều sẽ thiếu hoạt động và nó sẽ gây cái tổn thương của mình. Và vùng tì đè do gọi là hiện tượng nó giống như cái thất này cô nơ. Thế các thể bởi đến thì có rất nhiều cái cách phân loại, chúng ta sẽ chia ra là bởi đến thông thường và một số thể đặc biệt. Thì đặc biệt thì có bởi đến mù, có đá toàn thân, có bởi đến đá vương, có bởi đến thông thường. Thể chia theo kích thước các bạn sẽ có, đúng không? Để thể mù chúng ta có mù khu trú của mù toàn thân, đúng không? Với các thể khu trú khác, ví dụ như là thể chỉ bằng tay bằng chân thôi, thể ra đầu, thể máu, chúng ta sẽ chia như vậy. Nhưng thông thường chúng ta chỉ chia thể thông thường. Đấy, thì đây là một số hình ảnh chúng ta sẽ thấy nó rất rõ. Thì trong đấy thì cái tổn thương của có mấy cái, một là cái tổn thương da thông thường thì vì là bệnh nhân phải đến nó sẽ một là vùng tì đè, hai là cái vùng mà ít ánh sáng chiếu vào, vì một trong các vai trò của điều trị là có ánh sáng trị liệu. Như vậy vùng nào mà ánh sáng nó vùng da hở thì nó rất đỡ bị hơn. Một cái nữa là cái tổn thương mà liên quan đến về biến thể và ngược thì tập trung chủ yếu vùng nước gốc, nước gốc là chính và rất ít vật và một bệnh người về đến thì giọt thì nó thông thường thì người ta biến thể này người ta vẫn đánh giá mà có một cái vai trò nào đó của cái nhiễm khuẩn đặc biệt là liên cầu. Do đó mà một trong cái tầy điều trị bây giờ thì chúng ta không dùng, nhưng ngày xưa thì chúng ta có dùng PCD để điều trị về đến
liên quan đến liệu là chống nhiễm cái liên cầu đó, liên cầu thì cái kháng nhiễm của liên cầu như một cái khởi động để nó gây những bệnh bệnh nền. Tổn thương ở móng thì chúng ta sẽ có nhiều các cái dấu hiệu nhau. Đầu tiên là nhẹ nhẹ thì là dấu hiệu của cái gọi là đề không các cái tổn thương mà lỗ rỗ đầu móng. Sau đấy thì tiếp đến là dấu hiệu rách móng, chúng ta có thể có sớm. Một cái dấu hiệu nữa mà dấu hiệu sớm cũng khá là sớm, đó là cái có thể dấu hiệu có giọt dầu, giống như là cái cá hồi màu hồng móng tay. Và cuối cùng là các cái tổn thương móng nó bị mù, nó bị dày lên và nó bị mất cái móng đi. Đấy là cái phần lớn cái thông thường thì nó rất là hay lắm. Thế để chúng ta khi mà chúng ta khám một bệnh nhân như thế là luôn luôn xem móng của bệnh nhân. Đấy, vì có nhiều bệnh nhân bệnh nhân tổn thương dễ, nhưng có rất nhiều bệnh nhân phải đến nó lúc đầu chỉ khu trú ở đầu, khu trú ở vùng mặt mà giống như chúng ta dầu đấy, chúng ta rất khó chẩn đoán, đúng không? Nhưng chúng ta nhìn đến cái móng à, nó không được tách móng, nó không được lỗ rỗ thì chúng ta sẽ nghĩ đến cái việc viêm da dầu nhiều hơn là một cái nguyên bệnh phải đến nhiều hơn là viêm da dầu. Vậy thì thông thường đó là tổng thân chiếm 86%, khá nhiều hơn so với người khác liên quan đến vấn đề của cái dùng thuốc của mình hơi lung tung. Vế thương mù cũng chiếm 7%, khá là nhiều, cũng là một trong những cái tác nhân ngoài cái liên quan đến cái thông tin là thì nó vẫn là cái tác nhân của cái dùng thuốc không có đúng. Để có thể là tính mình ra cái bí quyết này là còn đảm bảo. Đối với những bệnh nhân thể đảo ngược, chúng ta sẽ nhìn thấy cái hình như này thì chúng ta sẽ xác định là nó sẽ như vậy chúng ta sẽ nhìn cái này, nếu mà chúng ta mà không hỏi kỹ thì chúng ta sẽ nhầm với nấm móng, đúng không? Thứ hai là chúng ta nhìn cái móng à, những nấm móng nó cũng bị tổn thương ở đâu từ lâu trước. Nấm móng thì thông thường chúng ta cũng bị tổn thương đầu móng gãi đầu móng. Thì đây chúng ta nhìn thấy bệnh nhân cũng bị tách móng này, nhưng mà ở các cái gốc móng bệnh nhân cũng bị tổn thương. Và thì vậy đấy, cái tổn thương ở mầm móng thì nó sẽ vừa tách móng vừa giọt dầu vừa tổn thương gốc cái móng khác ra từ đấy. Và vì thế thì đối với cả nấm thì cái này nấm thì chúng ta giờ sử dụng tay nhìn chúng ta cũng có thể nghĩ đến nấm, đúng không? Các bác chẩn đoán cái này cũng là chẩn đoán nhầm, nấm không có gì đáng trách cả đấy. Thế nhưng nếu trong tay các bạn không có xét nghiệm, còn nếu như mà cái tiến triển người ta khỏi tiến triển thì chúng ta sẽ nhìn đến các cái móng tay này của bệnh nhân thì chúng ta thấy một cái đều 10 ngón tay của chúng ta cũng ít khi đi nấm móng và nấm da thì nếu có chúng ta sẽ thường gãi một tay, cũng khi chúng ta gãi hai tay, đúng không? Chúng ta bị tay nào gãi, những cái tay gãi thì chủ yếu là cái ba móng này, đúng không? Và gãi này móng cái không được gãi, chúng ta có được gãi cái hoặc một cái ít lắm. Như vậy chúng ta sẽ dùng, chúng ta sẽ quan sát những cái móng bị tổn thương, móng út chúng ta cũng biết gì gãi rồi. Thì nếu có cái móng nào gãi chúng ta sẽ biết được. Và đấy là một cái rất là nhỏ thôi, thì lúc chúng ta chẩn đoán cái việc thì khá là khó khăn. Đấy, cái giọt. Thì cái giọt này thì ngoài cái tổn thương như này ra, chúng ta chúng ta phân biệt với các cái áo thì đến, đúng không? Áo thì đến chúng ta hay bị dễ nhầm, áo thì đến khá là nhiều. Nên cùng là cấp tính đến những cái này thường cái đến giọt xuất hiện ngay sau cái liên cầu đấy cũng rất hay gặp. Ví dụ một cái bệnh nhân bị viêm họng mấy hồi thì chúng nộp đấy, thì rõ ràng là cái
bệnh mà há mình đến nó cũng khá khởi phát từ ban đầu, thế một cái nhiễm trùng của nó sốt virus cái gì đó thì nó cũng gây cái há mình đến, nhưng mà đấy là chúng ta có thể nhầm cái đó để cái đảo ngược đỏ ra toàn thân. Thì thông thường thì cái đỏ ra toàn thân chúng ta sẽ có hai cái một ngày xưa thì chúng ta các thầy chia ra thầy rồi, nhưng mà đỏ ra toàn thân chúng ta sẽ bị chung. Thế trước đây thì chúng ta khi là thể đỏ ra toàn thân ướt thường là xuất phát sau khi mà bệnh nhân điều trị corticoid đấy, đó là nề phù nề giữ nước nước một cái là tiến triển từ nề đỏ ra toàn thân và thể khô nhưng không cũng căng nề nhiều nhưng chỉ đỏ ra. Vì trong cái vấn đề của cái đỏ ra toàn thân của bệnh này, cái quan trọng nhất của chúng ta đó là chúng ta phải hướng dẫn cách bôi thuốc cho bệnh nhân cũng như cho chính người được điều dưỡng chúng ta đấy, để tránh cái việc là rối loạn thân nhiệt. Các bạn xin dùng cảm đến mặt đỏ đấy thì đương nhiên là sẽ mất nhiệt rất nhiều, nếu như có sốt do đó có cách run như vậy vì cái tỏa nhiệt rất là lớn, mất nước rất là lớn, bổ sung nước trong trường này. Và thứ hai nữa là chúng ta khi chúng ta bôi thuốc, đặc biệt một số thuốc như salicylic chẳng hạn, thì chúng ta chú ý salicylic này, calcium này, thì chúng ta phải chú ý cái việc tác dụng toàn thân của nó, vì các salicylic gây ngộ độc tim đúng không? Thế còn lại thì calcium gây tăng canxi máu, chúng ta bôi, chúng ta tuân thủ rất là rõ ràng trong cái việc là khi dùng thuốc bôi luôn luôn là dưới 10% của cơ thể, từ 10 đến 30% của cơ thể là phải tính toán đến cái chuyện là chúng ta phải dùng các thuốc uống kết hợp với thuốc thuốc hoàn toàn kết hợp. Đấy, thì chúng ta cũng một phần không phải là cái vấn đề về cái việc độ nặng của bệnh mà nó mình chúng ta làm nó một phần thôi. Phần thứ hai là cái việc của chúng ta bôi diện rộng thì nguy cơ nó hấp thu vào qua da vào máu và nó gây ảnh hưởng đến toàn thân rất là lớn, chúng ta phải thận trọng cái việc đấy. Cũng giống như vậy, ví dụ như là trong bây giờ chúng ta vẫn dùng cái Dagobert đúng không, để điều trị bệnh về đến thì trong Dagobert có corticoid, nhưng chúng ta chú ý diện rộng thì chúng ta sẽ tương đương với cả cái việc chúng ta uống corticoid, mà corticoid toàn thân uống thì chúng ta biết là chúng ta cần chống trị tuyệt đối có tất cả các bệnh về đến trừ một trường hợp duy nhất chưa đạt được đúng không, phụ nữ có thai lúc đấy là mình ranh giới giữa cái việc là giữ con và cũng như là cái tác nhân tác động của những cái đến vào người mẹ so với các cái tác dụng phụ của tình yêu thì cái việc giữ con nó cao hơn rất nhiều khi chúng ta dùng và chúng ta chấp nhận cái việc là cái việc duy nhất là thế. Thì trong cái mà bôi thì chúng ta cũng biết là có rất nhiều thành phần và thông thường chúng ta có ví dụ như diprosalic hoặc là các cái sản diprobet là bao giờ có chứa corticoid đúng không, nhưng tại sao diprosalic chúng ta không dùng lâu dài được mà diprobet chúng ta dùng lâu dài được, quá biết không? Suy nghĩ một tí này. Đấy, thể mủ chúng ta có hai nhóm chính là trong cái thể khu trú ở tay thì chúng ta có hiện tượng là haculom là một cái viêm về đến thể mủ mà gọi viêm da đầu chi liên tục của haculom nó gây đỏ và viêm mủ liên tục ở cái đầu chi này. Đấy. Và một thể có thể là lòng bàn tay và lòng bàn chân, trong cái thể khu trú và bàn chân có hai bạn ở toàn thân thì nó tổn bị toàn thân và đặc thù của cái tổn thương này nó sẽ là gì, chúng ta biết là mụn mủ trong bệnh đến là mụn mủ vô khuẩn đúng không, không phải nhiều nói kỹ lại cho các bạn một chút về cái mụn mủ này đó là gì. Cái mụn mủ vô khuẩn rồi thì nó gây lên bởi cái hiện tượng viêm rất mạnh gây lên mụn mủ. Để chúng ta phân biệt với các bệnh nhiễm trùng như bệnh nấm, bệnh liên cầu, tụ cầu thì sao, thì chúng ta là một cái nhiễm trùng trước đó nặng nề nó mới gây mụn mủ đúng không, gây nên các cái bạch cầu cá nhân chúng từng chết và đây là tình trạng viêm nặng nề. Đấy, như vậy là một thằng là mụn mủ có trước để tác ứng rất mạnh gây viêm thì mới gây tác động toàn thân
đúng không? Còn kia là gây viêm trước, nó gây viêm muộn. Như vậy chúng ta sẽ hình dung được cái phản ứng viêm sẽ gây cái hiện tượng gì ra ngoài, sốt đúng không? Thì chúng ta sẽ suy ra được là trong đường đến thì thằng nào đi trước, thằng nào sốt trước, và khi hết sốt hết mụn thì thằng đấy sốt cái mụn mủ là phải có cái thằng đấy rất mạnh thì nó có mụn mủ. Còn ngược lại thằng viêm là gì, phải có mụn mủ nhiều nó gây đủ viêm mạnh thì mới gây sốt đó. Đấy, như vậy hai cái đấy nó sẽ khác nhau đó. Thì để chúng ta phân biệt, chúng ta hỏi tiến triển các bạn có thể cái lúc của nó sốt thì đã xuất hiện mụn chưa, có sốt cái nó thấy mụn mủ ngay sau thấy đầy hết cả. Đấy, còn bạn có cái mụn mủ này có lâu rồi mốt sốt mới, như vậy chúng ta sẽ phải xem là như vậy hay không, đúng không? Vậy đấy là cái chúng ta sẽ phân biệt được khác nhau. Đương nhiên thì từ đó thì chúng ta sẽ suy luận được là một thằng thì khi mà vì là viêm nhiễm mà thì khi mà nó khô lại thì rồi nó vẩy vàng, còn thằng này thì là nó vẩy trắng vòng luôn, nó khô tất cả nó hết ngay. Đấy là dây sừng lòng tay bàn chân. Thì chúng ta sẽ phân biệt thêm một cái nữa là cái dây sừng lòng tay bàn chân ở một số bệnh, dây sừng lòng tay bàn chân hoặc là bệnh của lòng lông. Nó sẽ có màu hơi vàng, hơi màu tối. Cái da đầu thì luôn luôn thứ nhất là có mấy đặc điểm, một qua gì chân tóc, thứ hai là tóc mọc xuyên qua vậy. Ta nhìn thế thôi để chúng ta phân biệt các cái bệnh lý khác. Ví dụ như là viêm da dầu thì có nó có thể ở dưới vùng chân tóc nhưng mà nó sẽ tách riêng, nó không. Thằng này các bạn sẽ nhìn thấy là nó gắn liền, nó chạy từ trên đầu xuống qua vùng chân tóc. Nó đi qua, còn thằng này là ở giữa ranh giới có thể nó không rõ lắm, nhưng mà ví dụ ngay dưới chân tóc nó có thể có, nhưng mà đấy là tổn thương, không phải là chạy từ bên này từ trong tóc này. Đấy, chúng ta sẽ phân biệt ngay được cái tổn thương từ viêm viêm da dầu ở đầu với cả cái tổn thương của mình. Chúng ta sẽ quan sát thật kỹ để chúng ta sẽ phân biệt này. Đấy, những tổn thương ở móng, ví dụ như rỗ móng này, phải sử dụng móng này, dấu hiệu tiêu móng này, dấu hiệu cọc đầu, dấu hiệu cọc đầu, có đủ các cái dấu hiệu cọc đầu như thế này, cái đó đỏ đúng không? Cọc đầu. Về khớp thì cũng chiếm khoảng 5-20%, đúng không? Một trong cái chúng ta hay đánh giá là viêm gân. Viêm gân cũng rất hay gặp trong bệnh khớp. Và cái sinh học học hôm nay thì có cái loại rất là dễ nhận, không rất là tốt với cả một cái bệnh lý móng cách đây khoảng 5 năm, thì đến năm cũng 5-6 năm thì là cái khi làm cái nghiên cứu mà cái thuốc sinh học đấy đầu tiên thì chúng tôi thì khớp ở Việt Nam thì chúng tôi cũng ấn tượng với một bệnh nhân là nó bạn ấy trẻ thôi, nó khoảng 20 mấy tuổi. Khi mà bắt đầu xuống khám sàng lọc thì bạn đi được xe lăn, nhưng mà sau tiêm mũi sau tiêm một mũi thôi, hôm sau là bạn chống gậy rồi xuống, và sau tiêm mũi thứ hai thì đã tiêm bình thường. Đấy là cái thay đổi của mình. Các bạn thấy bạn đi xe lăn 3 năm rồi. Cái chẩn đoán thì lâm sàng cực kỳ quan trọng trong cái việc mà chẩn đoán bệnh lý. Lâm sàng chắc chắn trong số các bạn này khi mà chưa học bài bệnh lý chắc là chỉ cùng lắm thì chỉ khoảng dưới 5% các bạn để bạn sai về đến, nhưng mà đa phần các bạn là đúng, học xong rồi chắc chắn có ai thì bạn sai cả, trừ trường hợp rất khó, đúng không? Tiền sử bệnh của tiền sử gia đình cũng là một cái yếu tố để chúng ta tham khảo chẩn đoán. Số bệnh học thì đương nhiên là cái mà tiêu chuẩn vàng ra trên đưa ra để chẩn đoán. Đại bộ khoa học có mấy cái đặc điểm này, chúng ta đi thì nó gạch đúng đầu dòng dây sừng với cực há sừng dây lớp gai núi trung bình kéo dài đấy, lớp hạt mỏng hoặc mất thâm nhiễm viêm của trung bình đông, đấy là những cái ý cách để mà các bạn ăn điểm luôn, không cần diễn tả dài. Đáp án đúng như thế đấy, thì hình ảnh này chúng ta nhìn một hình ảnh về đấy, chúng ta không, kể cả những người mà không chuyên về giải phẫu bệnh chúng ta không nhầm được đâu, ít lắm.
cái chuẩn đoán phân biệt thì như nãy vừa giảng thì nói cho các bạn biết rồi đó, đó. Một số các cái chuẩn đoán phân biệt ví dụ như là nấm da, tràm, rồi các cái bệnh lý ung thư, viêm da dầu, bệnh cúm, cúm T, cúm T rồi thủy giòn.